Không phải á, hồi nãy á. Ủa con này chị Hảo còn có mớ luôn mà. Mày chỉ đem chị nghi mạnh qua giúp chị với nghiêng đào nè. Nó cái cuối. Còn đâu có giấy á. Hê lần đấy nè. Xí là chị bán mặc cái áo khác nữa. Quá tôm bơ bạn. Đâu bảo hiểm vô nữa. Chứ như là bụng to hơn trang. Đó, nằm yên nha. Nằm yên phải sạch đi. Ốc của cháu phải lên. Nghiêng qua, nghiêng qua, nghiêng qua. Chịu được mà ấm lòm chứ đó. Nó kia nhẹ hơn chú kia gấp mấy lần mà. Chú kia nó không có nạn bằng cây đây đúng không? Dạ. Chú kia nó không có nạn giống ở đây đúng không? Có mà không nạn đau. Quay hả? Ừ. Về cầm điện thoại gì bấm 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 gì đổ gì lấy một tay bạn cái bình nước bạn đổ cho người khách luôn à dễ là em tiếng đâu cái gì đó thôi cởi áo là đi lên đóng không ướt rồi vậy thấy ướt thì cởi áo đi đi mà đi đừng đóng không. Gì đó thế em mất cười thì trước sau còn cởi cởi cái nào mình muốn đứng ngờ luôn. Cái này đúng mà trong bán nó chứ cái trúng cái bà mà cảnh cảnh thôi chứ mày chẳng làm im nha đừng có lát ha. Im. Nó chưa được nửa chặng đường nữa. Đi về xem. Đi con xịt xem. Đi kìa. Nghiêng qua, nghiêng qua. Hồi đó cái cổ không có ai đặt gì đâu ấy. Nhớ tưởng mà đòi gì lo nè.
Chưa. Mấy cái đực nữa chặng đường con đây ơi. Cái gì đợi 5 phút nữa chị. Tự nhiên ấy còn một video nữa thôi. Cái lỗ chị nó có hấu không? Trong mấy phút rồi nè, hậu nay cầu nữa nè. Lấy cái cá này nữa. Mà còn nữa. Lo rồi đến mấy người đợi rồi đó nó qua, nó coi đủ bụng không kìa. Không về vô được đâu nghỉ xíu kìa. Cái của hậu mấy phút rồi? 6:30. Cái tàu qua bên kia nặng mấy người. Không, để đó qua. Thì cho thằng cô để nghỉ xíu quanh nè. Cô ấy nhiều quá. Nhưng mạnh quá giúp chị với cô. Nhưng mạnh quá. Nó xuống rồi chị Loan qua. Yên đổi cho cô Lây đi. Nhưng mà nó cứu, nhưng mà thôi chị với đẻ mổ tao quá. Ba ba tám rồi. Ba ba tám rồi chị. 339. Hồi nãy đang nói quay máy. Ôi chắc con bé tin chứ à. Con bé đợt trước mà tới mà kêu em mà kêu nhà mà có ly đó. Cô ấm ốm của cô đúng không? Bọn trẻ mà. Hơi có hơi đó. Hơi có máu đó. Có hơi có một kia. Còn năm ta thằng đó quá. Cô đợt trước mà quay lúc tê á kìa. Người gì đây cho em không chị Hiền làm vậy á. Thôi ghê không. Đó. Làm gì mà. Không nhớ nữa. Làm gì mà. Đón xíu cho chị nó hơi hết cái video này. Không có lát nha. Lát nó đập tới kìm á. Cái lồ mình không dám dùng lực nó bóp luôn. Mạnh mẽ đi. Thank you.
Wow, chưa mà. Nghe chị nói tôi nó đủ rồi.